Chuyến tàu mang mã số 2022 sắp cập bến. Xin nhắc lại, chỉ ít phút nữa thôi, chuyến tàu thanh xuân của quý khách chỉ còn là ký ức. Mái trường xin tạm biệt thầy cô, người dìu sẵn đời em đến bên kia bên bờ. Thời học sinh trôi như giấc mơ, em đem mang bao kỷ niệm. Người ta không còn bên nhau có buồn không? Tắc đồng hồ xoay, quay ngược ngày ra trường. Nhớ cánh phượng hồng bay, mang theo bao nhiêu kỷ niệm. Chẳng còn những ngày ta bị đi trễ, đạp xe miên man tới trường. Là ngày ta đua nhau vài câu nói, rồi giận nhau vu vơ vẫn thường. Ngày cuối tôi ở đây, từng áng mây vội bay cùng ngày dài trôi mãi. Giờ chỉ xin thời gian được quay lại thêm một lần nữa. Xin
tạm biệt mái trường, xin tạm biệt thầy cô, người dìu dẫn đời em đến bên kia bên bờ. Đời học sinh trôi như giấc mơ, em đêm mang bao kỷ niệm. Xa mãi trường rồi sẽ chẳng còn ai là người mẹ thứ hai, là người cha vĩ đại. Từng lời thầy cô em sẽ mãi ghi trong tâm trí em, sẽ chẳng bao giờ quên từng cánh phượng mong thắm trên vai thầy. Dám ngồi cạnh nhau, chẳng ai chịu ngó lời. Thời học sinh của tôi là như thế, ngủ quên đến lúc ra về. Là tầm thương một cô bạn ngồi kế, mà tương tư suốt năm dài. Những vấn vương đầu tiên, làm trái tim chẳng yên vì tình yêu ấy. Giờ chỉ xin một lần được nói hết những điều trong tim. Xin tạm biệt mái trường, xin tạm biệt thầy cô, người dìu dẫn đời em đến bên kia bên bờ. Thời học sinh trôi như giấc mơ, em luôn mang bao kỷ niệm. Người ta không còn xa mãi trường rồi sẽ chẳng còn ai là người mẹ thứ hai, là người cha vĩ đại. Từng lời thầy cô em sẽ mãi ghi trong tâm trí em, sẽ chẳng bao giờ quên từng cánh phượng mong thắm trên sân trường. Yeah.
Thời gian, tôi mong muốn làm chủ được nó. Tôi sẽ ngưng động thời gian.